Kính chào quý vị khán thính giả Việt TV. Xin hân hạnh trở lại với quý vị trong chương trình Hội thoại cộng đồng. Kính thưa quý vị, khách mời của chúng tôi hôm nay là ông Lý Thanh Phi Bảo, Phó Chủ tịch Ngoại vụ Cộng đồng Người Việt Quốc gia dùng thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Anh cũng là đại diện của Ủy ban diễn hành Ngày lễ độc lập mừng năm thứ 239 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Thưa anh Bảo, năm nay diễn hành như tôi vừa thưa đó, sinh nhật 239 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, nhưng mà đánh dấu 40 năm người Việt chúng ta đến định cư ở xứ sở tự do này. Thưa anh, theo Ủy ban tổ chức thì chương trình diễn hành năm nay của cộng đồng người Việt có gì khác với những năm đã qua không, thưa anh Bảo? Xin chào khán thính giả của đài Việt TV. Thì trước hết để trả lời câu hỏi thì năm nay là năm 239, coi như là 4 July ngày tự do. Thì năm nay là làm cái 4 July parade đó thì nó có một cái điều kiện là những cái xe hoa đó phải giao cho hãng của nó, là hãng của họ làm. Nên vậy cái đó năm nay thì phải tốn rất là nhiều. Thì năm nay họ có nhiều điều kiện lắm. Thì một cái điều kiện duy nhất là phải giao cái xe hoa cho họ làm. Thưa anh nói là giao xe hoa, nhưng mà bây giờ đó, khán thính giả có thể hình dung được xe hoa sẽ được trang trí và trình bày theo một cái chủ đề nào không anh Bảo? Thì thật sự cái chủ đề năm nay là coi như là dựa vô là người Mỹ gốc Việt mà đã góp sức cho nước Mỹ này là trong 40 năm nay ra sao. Thì cái xe hoa năm nay đó thì là cũng design rất là đẹp, là cũng giống như là một con rồng, nhưng mà có cái tượng bức cái Liberty Statue of Liberty đó tượng ở nữ trên tự do. Có cái đó trên đó nữa. Thì design cũng rất là đẹp. Thì vì một cái design như vậy đó thì cũng tốn kém rất là nhiều. Thưa anh Bảo, là như vậy, năm nào cũng vậy, là suốt mười mấy năm rồi thì cộng đồng người Việt quốc gia đều có cử đại diện tham gia diễn hành trên đại lộ Constitution. Mà nói năm nay có thể là có sự đóng góp của nhiều hội đoàn hơn, đặc biệt là của các bạn thanh niên trẻ. Thì ngoài vấn đề nhân sự ra đó anh có nói thêm, thì những hội đoàn nào tham gia và mình có thể nói lên được cái tinh thần đoàn kết cũng như là lòng biết ơn đối với Hoa Kỳ và 300 triệu người dân Mỹ đã cho chúng ta cuộc sống tự do trên quê hương thứ hai này không, thưa anh Bảo? Năm nay đó, đặc biệt là trong cái việc mà làm 4 July là có cả ba thế hệ. Thì đương nhiên cộng đồng là chánh, nhưng mà có những hội giống như Nhà Việt Nam, Novel DC, MOSA, Kết Đoàn, là những hội trẻ, họ sẽ tham gia mà họ sẽ giúp để làm cái chương trình này luôn. Nên vậy thấy sau 40 năm mà một cái chương trình này mà có cả ba thế hệ làm chung như vậy là rất là hay, mà rất là đoàn kết. Thưa anh, chúng tôi cũng hiểu là cái việc tổ chức cũng có một số những cái khó khăn trở ngại ngoài cái vấn đề gây quỹ hay là được sự ủng hộ của quý đồng hương các hội đoàn. Nhưng mà rồi ngoài các hội đoàn, các nhân sự đó anh Bảo, thì thế hệ trẻ mình đóng góp như thế nào cho nó thiết thực vào cái công tác quan trọng này? Thì trong cái committee thì cái thế hệ trẻ cũng có trong đó. Thì đầu tiên hết là trong cái ngày mà diễn hành á, thì họ sẽ có đó, nhưng mà một phần là họ cũng giúp để giống như là gây quỹ đồ này kia với phổ biến những cái tin tức về cái diễn hành. Thưa anh, tôi xin hỏi anh như vậy, anh là một thanh niên trẻ nha, anh tham gia vào công việc của cộng đồng qua tình đốn, thì anh suy nghĩ gì, cá nhân anh cũng như là những bạn đồng trang lứa với anh, về việc là người Việt mình sẽ đưa lá cờ chánh nghĩa quốc gia đi vào cái đoàn diễn hành đó trên suốt đại lộ Constitution, là con đường chính trong thủ đô Washington DC, anh Bảo?
Thì năm nay thì Bảo làm chung với cộng đồng thì cũng cũng học hỏi rất là nhiều. Thì đầu tiên là hồi đó về cộng đồng làm việc thì cũng hơi khác với cái thế hệ trẻ. Nhưng mà bây giờ thì có cơ hội làm nhiều việc chung với cái thế hệ trẻ đó thì hai bên cũng từ từ cũng hiểu với nhau. Thì cũng phải nhường nhịn chút xíu. Nên vậy thì có nhiều cái hoạt động như vậy, nhờ có nhiều cái cơ hội mà làm chung với nhau á, thì càng hiểu nhau càng nhiều. Thưa anh Bảo, chúng tôi cũng biết là các anh chị em trong hội quân nhân Mỹ gốc Việt đó cũng là một thành phần quan trọng trong cuộc diễn hành năm nay. Anh có thể cho biết sự đóng góp của hội quân nhân Mỹ gốc Việt không, thưa anh Bảo? Thì thật sự quân nhân Mỹ gốc Việt á, thì họ cũng sẽ giúp trong cái diễn hành, họ sẽ đi chung. Và cũng có nhiều người chiến sĩ họ đi chung luôn. Thì cái quan trọng nhất là có cả ba thế hệ đi chung cái diễn hành đó, đó thì nhìn nó hay hay hơn. Thì hội quân nhân gốc Mỹ đó thì anh Ross, coi như anh cao nguyên đó, ảnh là cái người mà là giống như là in charge của cái committee, thì ảnh cũng góp sức rất là nhiều. Anh ơi, tôi mới hỏi thăm anh về chỉ nếu mà kể về thời gian đó chỉ còn tuần nữa thôi thì công việc diễn tiến ra sao, các anh có được gặp nhiều thuận lợi, bên cạnh đó có một số những trở ngại nhỏ nào mà ủy ban tổ chức diễn hành phải nghĩa là dùng nhiều nỗ lực để giải quyết không anh Bảo? Thật sự cái trở ngại đầu tiên là gây quỹ. Thì cũng ráng quay gây một cái số tiền để giúp làm, tại mà làm một cái xe hoa này với chi phí đồ này kia thì cũng cỡ 40.000. Thì cũng đã gây cũng gần phân nửa cái số tiền đó rồi, nhưng mà cũng sẽ cần thêm phân nửa đó để có thể đủ để chi phí. Với bây giờ là cũng đang kiếm thêm người để giúp đi chung cái buổi đó, tại cần hết thảy là 80 người. Thì cũng kiếm nhiều cái thế hệ trẻ để họ đi chung với cái diễn hành. Nhưng mà cái quan trọng nhất bây giờ là ráng sao mà gây đủ tiền để làm cái diễn hành đó. Anh Bảo, anh vừa có nói là cuộc diễn hành sắp tới đây để mà chào mừng năm thứ 239 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ có ba thế hệ tham gia. Đó là những thế hệ nào và có thể nói cụ thể như hội đoàn nào không, thưa anh Bảo? Thì giống như anh Bảo nói là giống như cái thế hệ trẻ ở đây đó là hội kết đoàn Novao với Mosa. Rồi những cái hội giống như Generation One and a Half á, thì giống như là Nhà Việt Nam hay là Military của Mỹ đó, Hội quân nhân Mỹ gốc đúng, Việt quân nhân là hội lứa gốc tuổi Mỹ. 40-50 đó. Dạ, 40-50 là Generation One and a Half á. Rồi nếu mà nói Second Generation là cộng đồng. Thì cả ba thế hệ đều đang làm chung với nhau. Anh Bảo ơi, ở vùng thủ đô Washington mình có Liên hội của Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nữa. Các Dạ anh có họ biết họ có là đương nhiên họ có ở trong đó nữa. mười mấy hội đoàn, hải lục không quân, Dạ họ là cũng là một một bán hội quân chính sự. chính ở trong đây. Anh vừa nói là chi phí có thể ước tính lên tới 40.000 đô la. Dạ đúng. Rồi cho tới bây giờ thì ủy ban điều hành đã được sự ủng hộ gần gần nữa. Như vậy thì còn 20.000 đô la còn lại thì có cách nào để mà gây quỹ cái số tiền đó Dạ cho thì nó đầy cũng đủ phổ biến ở ngoài, rồi nhiều người họ cho, thí dụ giống như lên đài không? nói vậy thì cũng có nhiều người họ góp, họ cho 50, 100 đồ này kia. Nhưng mà nếu mà nhiều người làm như vậy thì sẽ đủ cái số tiền, mà nếu mà kiếm hơn cái số tiền đó đó thì sẽ để dành đó để năm sau làm tiếp, tại cộng đồng sẽ lãnh cái này mỗi năm. Thưa anh, bây giờ như vậy, nếu mà qua hệ thống truyền hình Việt TV mà có lời yêu cầu đồng hương các hội đoàn giúp đỡ để mình có thể có đủ cái số tiền đó, không có vì phương diện vụ lợi mà chỉ để như anh nói là yểm trợ cho chi phí ngày diễn hành July 4 thì anh sẽ trình bày điều gì?
Bảo chỉ mong là mọi người cũng sẽ góp sức để donate tiền cho làm cái 4 July này, tại vì cái này là một cái danh dự của người Việt Nam mình, cũng không phải ở đây không, nhưng mà toàn nước Mỹ hết. Mình người Mỹ gốc Việt 40 năm nay rồi, thì yêu cầu nếu mà có giúp được thì cũng nên giúp để cái danh dự của người Việt Nam mình. Dạ rồi. Bây giờ giúp được thì nên giúp, Bảo vừa mới nói như vậy. Nhưng mà rồi muốn giúp thì làm sao liên lạc với ban tổ chức? Nếu mà muốn liên lạc thì có thể gọi điện thoại, số điện thoại Bảo là 703-350-6241, hay là gửi cho cái địa chỉ trên cái screen này, họ có thể gửi thẳng vô đó. Rồi, và Bảo vui lòng nhắc lại số điện thoại của số điện thoại Bảo là Lý Thanh Phi Bảo. Lý Thanh Phi Bảo, 703-350-6241. Nếu không thì gửi cho cái địa chỉ, cái PO Box mà hiện ở trên đài. Rồi. Trước hết là cảm ơn Bảo dành thời giờ tới Việt TV. Kế đó là cầu chúc cho quỹ ban tổ chức diễn hành Ngày lễ độc lập Hoa Kỳ kỷ niệm năm 239 thành lập đất nước tự do này được thành công mỹ mãn trong cái chương trình có ý nghĩa sắp tới đây. Cảm ơn xin chú. Chúc may mắn và xin cảm ơn bạn. Cảm ơn chú. Xin chào quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là cuộc bàn đàm với anh Lý Thanh Phi Bảo. Anh là Phó Chủ tịch Ngoại vụ Cộng đồng Người Việt Quốc gia vùng thủ đô Washington DC, Maryland và Virginia. Anh cũng là thành viên trong Ủy ban điều hành lễ diễn hành chào mừng độc lập Hoa Kỳ năm thứ 239 sẽ được tổ chức vào ngày July 4 tới đây. Kính chào quý vị và xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi cuộc hội thoại cộng đồng này. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau. Cầu chúc quý vị luôn bình an, may mắn và thành công trong cuộc sống. Chương trình hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn miễn phí. Xem hơn 7 đài truyền hình Việt ngữ theo từng đài riêng biệt khác nhau. Uno IPTV hân hạnh giới thiệu hệ thống truyền hình IPTV đầu tiên của người Việt tại hải ngoại, một dịch vụ truyền hình phong phú chất lượng cao, mỗi đài chuyên về một chương trình như tin tức, phim bộ, ca nhạc, giải trí, cùng nhiều đài HDTV địa phương. Đài chuyên về tin tức VNews, tin tức liên tục cập nhật trên toàn cầu và đặc biệt là những tin tức liên quan đến cộng đồng người Việt hải ngoại. Đài chuyên về phim truyện VMAX, trình chiếu liên tục các thể loại phim được nhiều khán giả yêu thích như Đại Hàn, Đài Loan, Việt Nam. Đài chuyên về âm nhạc Việt MTV, thưởng thức các thể loại âm nhạc mới, hấp dẫn theo nhiều chủ đề khác nhau. Đài truyền hình Việt TV là đài truyền hình Việt ngữ miễn phí có mặt tại nhiều thành phố Hoa Kỳ với nhiều chương trình phong phú, hữu ích. Đài truyền hình S Channel, thưởng thức những chương trình đặc sắc và các chương trình giải trí khác. Đặc biệt, Hybrid giúp chuyển đổi các đài truyền hình Việt ngữ và địa phương dễ dàng. Chỉ cần bấm một nút trên Remote Control, có thể gắn hộp với TV tại bất cứ nơi nào có Internet. Và một số tiện lợi khác như Miracast, DLNA, USB, YouTube và các trang web khác. Chương trình hoàn toàn miễn phí, chỉ cần mua hộp một lần với giá 99 Mỹ Kim. Xin vui lòng liên lạc 1844-885-5000, 1844-885-5000. Hoặc xem chi tiết trên unoipbox.com. Uno IPTV hiện đã có trên App Store. Uno IPTV, sự lựa chọn đúng hơn.